Chào mừng các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với lớp học trực tuyến ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học, cô mời các em lắng nghe một bài thơ vui nhé. Những dấu câu ơi, cảm ơn các bạn dấu câu, không là chữ cái nhưng đâu bé người, dấu phẩy thường thấy ai ơi, tách biệt từng ý đọc thời ngắt ra, dấu chấm trọn vẹn câu mà, không biết dùng sẽ dây cà dây khoai. Chấm phẩy phân cách làm hai, sau bổ sung trước mới tài làm sao, chấm than tình cảm dạt dào, khiến sai đề nghị lẽ nào làm ngơ, chấm hỏi giỏi đến bất ngờ, hỏi ai hay chính thẫn thờ hỏi ta, hai chấm trích lời gần xa, đôi khi giải thích thế là hiểu thêm, chấm lựng câu hóa có duyên, dù chưa nói hết vẫn nên bao điều, gạch ngang tách ý khi nhiều, mở đầu lời nói bao nhiêu rõ ràng, ngoặc đơn giải thích kỹ càng làm cho câu cũng nhẹ nhàng dễ coi, ngoặc kép trân trọng rạch ròi sau dấu hai chấm nhưng đòi chuẩn luôn, học dần hiểu sẽ nên khôn, muốn viết cho đúng phải ôn luyện dần. Nếu dấu chấm được dùng trong câu trần thuật, dấu chấm than dùng trong câu cảm thán thì dấu chấm hỏi được dùng trong câu nghi vấn. Thế nào là câu nghi vấn? Cô và các em sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Mời các em mở sách giáo khoa trang 11. Chúng ta sẽ học bài câu nghi vấn. Qua bài học này, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau. Thứ nhất, hiểu được đặc điểm hình thức của câu nghi vấn. Thứ hai, nắm được chức năng chính của câu nghi vấn. Thứ ba, biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Thứ tư, đặt được câu và viết được đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn. Chúng ta bước vào phần 1 La Mã, đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn. Một nhỏ ví dụ. Các em theo dõi ví dụ ở sách giáo khoa trang 11. Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha, sáng ngày người ta đấm mô có đau lắm không? Chị dậu khẽ gạt nước mắt, không sao, không đau con ạ. À. Thế làm sao U cứ khóc mãi mà không ăn khoai, hay là U thương chúng con đói quá? Đây là một câu trong một đoạn trích trong tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Và đây là hình ảnh minh họa cho khung cảnh ấy. Chị dậu trở về nhà sau khi quyết định bán đàn chó và cái tý cho nhà nghị quế để lấy tiền nộp sưu thuế. Trong đoạn trích trên có ba câu nghi vấn. Sáng ngày người ta đấm U có đau lắm không? Thế làm sao U cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là U thương chúng con đói quá? Vậy, những đặc điểm hình thức nào cho ta biết đó là câu nghi vấn? Đó là vì các câu trên được kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Và có các từ nghi vấn không sao hay. Chức năng chính của các câu nghi vấn trong đoạn trích là dùng để hỏi. Tóm lại, qua việc tìm hiểu đoạn trích trên, các em cần nắm được đặc điểm chính của câu nghi vấn về hình thức. Câu nghi vấn có những từ nghi vấn hoặc có từ hay để nối các vế có quan hệ lựa chọn. Chức năng chính của câu nghi vấn là dùng để hỏi. Phần 2 nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 11. Các em hãy đọc kỹ phần ghi nhớ này nhé. Câu nghi vấn là câu có những từ nghi vấn ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, hử, chứ, có, không, đã, chưa, hoặc có từ hay nối các vế có quan hệ lựa chọn. Có chức năng chính là dùng để hỏi. Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Tiếp theo, mời các em mở sách giáo khoa trang 20, trang 21, chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã. Những chức năng khác của câu nghi vấn. Một nhỏ ví dụ. Các em theo dõi ví dụ trong sách giáo khoa trang 21. Ví dụ A. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Vũ Đình Liên, ông đồ. Hổ thơ thông báo rằng mùa xuân này không thấy ông đồ xưa. Hình ảnh ông đồ ngồi viết câu đối đỏ đã vĩnh viễn đi vào quá khứ. Câu nghi vấn hồn ở đâu bây giờ không phải hỏi để tìm câu trả lời, mà đây là một câu hỏi tu từ, là lời tự vấn của nhà thơ nhằm bộc lộ cảm xúc tiếc nuối, nghẹn ngào. Chúng ta chuyển sang ví dụ B. Cài lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sư của nhà nước mà dám mở mồm xin khất. Đoạn trích này được trích trong tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Câu nghi vấn trong đoạn này là câu
Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Rõ ràng, lời quát của tên cai lệ hướng đến chị dậu là có ý đe dọa để ép chị phải nộp tiền sư. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ví dụ C. Đê vỡ rồi, thời ông cắt cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày, có biết không, lính đâu, sao mày dám để cho chúng nó chạy sồng sọc vào đây như vậy, không còn phép tắc gì nữa à? Phạm Duy Tốn sống chết mặc bay. Trong khi nhân dân phải điêu đứng chống lũ, thì quan phụ mẫu và đám tay sai vẫn điềm nhiên đánh tổ tôm. Những câu nghi vấn như, có biết không, lính đâu, sao bay dám để cho chúng nó chạy sồng sọc vào đây như vậy, không còn phép tắc gì nữa à? Đó là những câu nói đe dọa của tên quan khi hắn bị quấy rầy cuộc chơi. Câu D. Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui buồn mừng giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao? Đây là một câu nghi vấn mang mục đích khẳng định giá trị ý nghĩa của văn chương đã cảm hóa được tâm hồn con người. Câu E. Đến lượt bố tôi ngây người ra như không tin vào mắt mình. Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con mèo hay lục lọi ấy? Tạ Duy Anh, bức tranh của em gái tôi. Các câu nghi vấn trong đoạn: con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con mèo hay lục lọi ấy? Đã bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên vui mừng của người cha khi thấy tác phẩm của cô con gái nhỏ. Lưu ý ở đây, để nhấn mạnh cảm xúc, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm than. Tóm lại, bài học hôm nay chúng ta có thể khái quát lại thành những điều cơ bản sau đây. Về đặc điểm hình thức, câu nghi vấn có những từ nghi vấn ai, gì, nào, sao, hả, chứ hoặc từ hay nối các vế có quan hệ lựa chọn. Chức năng chính của câu nghi vấn là dùng để hỏi. Ngoài ra còn có những chức năng khác dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc, vân vân. Dấu kết thúc câu chủ yếu là dấu chấm hỏi. Ngoài ra, câu nghi vấn còn được kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Có một điều lưu ý, đó là khi nhận diện câu thì cần đặt câu trong điều kiện giao tiếp cụ thể. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, ghi nhớ sách giáo khoa trang 22. Các em cùng đọc lớn phần ghi nhớ nhé. Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc và không yêu cầu người đối thoại trả lời. Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Chúng ta chuyển sang phần 3 la mã luyện tập. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 22, trang 23, chúng ta cùng giải bài tập số 1. Yêu cầu của bài tập số 1 là đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Yêu cầu chúng ta tìm câu nghi vấn và tìm những câu nghi vấn đó được dùng để làm gì? Câu A: Hỡi ơi, lão hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm điều liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót vinh tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Câu hỏi ở trong đoạn trích này, đó là câu: con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót vinh tư để có ăn ư? Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên. Câu B: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt. Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Cả đoạn trích này là đều là câu nghi vấn, chỉ riêng từ câu than ôi không phải là câu nghi vấn. Mục đích
là phủ định bộc lộ cảm xúc chán nản và tiếc nuối của con hổ trong vườn bách thú. Câu C, mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một cảnh biệt ly. Vậy thì sự biệt ly không chỉ có một nghĩa buồn rầu khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt ly theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? Câu nghi vấn ở đây là câu cuối. Sao ta không ngắm sự biệt ly theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi với mục đích là cầu khiến? Câu D. Vâng, thử tưởng tượng một quả bóng. Bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mất. Nó cứ còn mãi như một vật lì lợm. Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay? Hoàng Phủ Ngọc Tường, người ham chơi. Câu nghi vấn ở đây là câu ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay? Đặc biệt là có thán từ ôi ở trong câu này, thể hiện được sự phủ định và bộc lộ cảm xúc. Để tiện cho việc ghi bài, cô đã hệ thống lại kiến thức chính trong hai trang học sau đây. Về nhà các em làm bài tập 2, 3, 4, sách giáo khoa trang 23, trang 24 nhé. Cảm ơn các em đã chú ý tham gia vào bài học. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.